rễ quý trời cho. Chương 556, tôi có thể vì anh ấy làm bất cứ chuyện gì, chọc phải người không nên chọc. Nghe thấy lời của người đó, Tô Thành Hải lập tức nhíu mày, trong đầu nhanh chóng tìm tòi những người bản thân có lẽ đã chọc tới trong khoảng thời gian này, lại có thực lực nhắm vào nhà họ Tô. Tuy nhiên nghĩ đi nghĩ lại, người có năng lực tập hợp 5 công ty đặt hàng lại, gây phiền phức với nhà họ Tô cũng chỉ có khả năng là nhà họ Hàng. Nhưng cuộc liên hôn giữa nhà họ Tô và nhà họ Hàng sắp định ngày rồi, dù thế nào thì nhà họ Hàng cũng không thể gây phiền phức cho nhà họ Tô vào lúc này được. Ông ta suy nghĩ giây lát, ngẩng đầu nhìn người vừa nói, thăm dò hỏi một câu, là nhà họ Hàng, kêu các người tới. Người đó lập tức cười nói, ông đừng hiểu lầm, chúng tôi không có chút liên quan nào với nhà họ Hàng. Nếu người ông chọc tới thật sự là nhà họ Hàng, chúng tôi cũng không đến mức chạy tới nói chuyện này với ông. Trong lòng Tô Thành Hải càng thêm nghi hoặc, nghe ý của đối phương, hình như đang nói người ông ta chọc phải còn đáng sợ hơn nhà họ Hàng. Tôi thực sự nghĩ không ra gần đây đã chọc tới đại nhân vật nào, xin các vị chỉ rõ. Tô Thành Hải hỏi, năm người đều không lên tiếng, đều mỉm cười nhìn ông ta, nhìn đến mức ông ta có chút rợn người. Không nghĩ tới ông lại ngu xuẩn như vậy, vậy cũng nghĩ không ra mình đã chọc tới ai, thật không biết ông làm sao làm được gia chủ nhà họ Tô. Chính vào lúc này, giọng một người phụ nữ vang lên trong phòng bao, Tô Thành Hải lập tức quay đầu nhìn xung quanh, xác định giọng nói đó truyền ra từ phía sau tấm bình phong trong phòng. Thư Hân bước ra, mặt đầy đồ bẩn nhìn Tô Thành Hải còn đang mê man. Tô Thành Hải thấy người từ phía sau bình phong bước ra, đầu tiên là sửng sốt, sau đó trong đầu liền hiện lên trí nhớ liên quan tới người này, chủ tịch tập đoàn Lam Khấu, ả đào nổi danh thành phố T, Thư Hân, cô ta sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ năm công ty này là vì cô ta mới muốn hủy đơn hàng? Nhưng tập đoàn Lam Khấu chỉ là một công ty mỹ phẩm, mặc dù Lam Khấu được xem là dẫn đầu trong giới mỹ phẩm thành phố T, nhưng một xí nghiệp chỉ kinh doanh đơn ngành như vậy căn bản không thể nào có sức ảnh hưởng lớn như thế. Thậm chí có thể nói, năm công ty đặt hàng ngồi ở đây đều có thể sánh với tập đoàn Lam Khấu, thậm chí có phần vượt qua. Với năng lực của Thư Hân, căn bản không thể nào đồng thời thuyết phục cả năm công ty tới gây phiền phức với nhà họ Tô. Về phần nói người của năm công ty này đều bị thân thể vưu vật của Thư Hân hấp dẫn, càng không thể nào có thể ngồi vào vị trí của họ. Dạng phụ nữ nào cũng sớm đã chơi hết rồi, không thể nào vì Thư Hân là một vưu vật khá nổi danh mà bị mê hoặc thần hồn điên đảo. Tô Thành Hải híp mắt, hoàn toàn không hiểu chuyện rốt cuộc là thế nào. Thư Hân xuất hiện, hai người vốn đang ngồi chính giữa bàn lập tức nhường vị trí, ngồi sang mép. Thấy Thư Hân ngồi xuống đối diện mình, trong lòng Tô Thành Hải có chút nghi hoặc, không biết vị trí trống bên cạnh cô ta dùng để làm gì. Thư Tổng, nếu tôi không nhớ lầm, giữa nhà họ Tô tôi và tập đoàn Lam Khấu của các người hẳn không có qua lại gì đi, không biết tôi chọc tới cô lúc nào, đến mức khiến cô vận động mọi người đến gây phiền phức cho nhà họ Tô tôi như vậy. Tô Thành Hải nhìn Thư Hân hỏi. Thư Hân nhếch môi, nói, ông không chọc tới tôi, người ông chọc tới là thiếu chủ nhà tôi. Tôi cũng chỉ là làm việc thay thiếu chủ nhà mình mà thôi. Tô Thành Hải càng nhíu chặt mày, không nghĩ tới Thư Hân lại không phải người phía sau màn, sau lưng cô ta còn có người khác. Hơn nữa kiểu xưng hô thiếu chủ này khiến Tô Thành Hải cảm thấy hơi xa lạ, không biết người thế nào mới có cách xưng hô như vậy. Dám hỏi thiếu chủ nhà các người là ai? Tô Thành Hải hỏi, Thư Hân không trả lời. Lúc này cửa phòng bao bị người ta đẩy ra, Lâm Thanh Diện đi vệ sinh quay lại bước vào, trực tiếp ngồi cạnh Thư Hân, cười nhìn những người xung quanh xong liền mở miệng, thực ngại quá, đi vệ sinh, đến trễ một chút, để mọi người đợi lâu rồi. Nói xong, Lâm Thanh Diện nhìn Tô Thành Hải, đùa bỡn, gia chủ Tô, khéo vậy, chúng ta lại gặp rồi. Từ giây phút Lâm Thanh Diện bước vào, Tô Thành Hải đã cứng ngắc rồi, thấy anh ngồi xuống cạnh Thư Hân, trong lòng ông ta đã chắc chắn, Lâm Thanh Diện hẳn chính là thiếu chủ trong miệng cô ta. Lúc này, ông ta bỗng nhiên nhớ tới trong báo cáo điều tra Lâm Thanh Diện có nói rõ sau khi Lâm Thanh Diện đến thành phố T, từng tiếp xúc với Thư Hân và Lưu Bang Vận. Lúc đó ông ta cho rằng Lâm Thanh Diện chỉ là quen biết với họ, không để trong lòng, không nghĩ tới bây giờ Thư Hân lại gọi anh là thiếu chủ, xem ra quan hệ giữa họ không đơn giản như ông ta từng nghĩ. Lâm Thanh Diện, cậu có ý gì? Những chuyện này đều do cậu sắp xếp. Phản ứng lại, Tô Thành Hải mặt đầy tức giận nhìn Lâm Thanh Diện, hễ chuyện hôm nay đổi thành người khác, ông ta sẽ không tức giận như vậy. Ông ta không nghĩ tới tên oát này lại khó chơi như vậy, vừa tới biệt thự nhà ông ta làm loạn một trận,
quay đầu liền gây phiền phức thế này cho ông ta. Trong đầu ông ta suy nghĩ một vài khả năng, cảm thấy anh rất có thể là dùng 300.000 tỷ thu mua những người ngồi ở đây. Nếu không, năm công ty đặt hàng này sao có thể nghe lời của một người ngoại lai như anh chứ? Ý của tôi rất đơn giản, gia chủ Tô, bây giờ vợ tôi đang trong tay ông, tôi đương nhiên phải tăng thêm quân cờ cho mình rồi, nếu không sao còn ngồi đây bàn chuyện làm ăn với gia chủ Tô ông chứ? Lâm Thanh Diện cười nói. Tô Thành Hải lập tức hừ lạnh một tiếng, nói, cậu cho rằng như vậy thì có tư cách nói điều kiện với tôi, nói cho cậu biết, chút mưu mẹo này của cậu trong mắt tôi căn bản không là gì cả. Nói xong, ông ta nhìn mấy người đang ngồi, nói, các vị, hẳn tên nhóc này đã tốn không ít tiền mới mời được các vị tới, các vị hẳn rõ ràng, hắn chỉ là một người từ vùng khác tới, chút tiền hắn cho các vị, đối với các vị mà nói e rằng không bao lâu đã có thể kiếm được. Các vị đều là xí nghiệp ở thành phố T, hẳn rõ ràng tầm quan trọng của việc hợp tác với nhà họ Tô tôi, chỉ cần các vị bây giờ đồng ý không giúp tên nhóc này, đơn hàng lần này tôi sẽ cho các vị ưu đãi 50%, hơn nữa sau này các vị sẽ có quyền ưu tiên trong hợp tác với nhà họ Tô tôi, các vị hẳn rõ ràng điều này ý nghĩa việc gì. Tô Thành Hải vô cùng tự tin với điều kiện mà mình đề ra, Lâm Thanh Diện có thể cho, cũng chỉ là chút tiền mà thôi, mà thứ ông ta có thể cho. Là đường tài lộc vô tận, chỉ cần là người thông minh, nhất định đều biết nên chọn thế nào. Năm người nghe thấy lời của Tô Thành Hải xong đều cười, người nói chuyện trước đó liếc nhìn ông ta một cái, mở miệng nói, gia chủ Tô, điều kiện ông đưa ra quả thực rất mê người, nhưng ông tìm sai đối tượng rồi, chúng tôi không phải bị tiền thu mua, mà là cam tâm tình nguyện làm vậy. Tô Thành Hải mặt đầy không hiểu, hỏi, tại sao các người từ bỏ hợp tác với nhà họ Tô tôi? Ngược lại lại giúp một tên nhóc từ ngoài tới. Lúc này, Thư Hân cười, nói, vì năm công ty của họ đều thuộc danh nghĩa tập đoàn Lam Khấu, năm người họ là cấp dưới của tôi, đương nhiên phải nghe sắp xếp của tôi rồi. Sắc mặt Tô Thành Hải thay đổi, không dám tin nhìn Thư Hân, kinh ngạc kêu lên, sao có thể, tập đoàn Lam Khấu của cô chỉ là một công ty mỹ phẩm mà thôi, năm công ty của họ đều không kém hơn cô, họ sao có thể là cấp dưới của cô chứ? Gia chủ Tô, tập đoàn Lam Khấu của tôi quả thực chỉ là một công ty mỹ phẩm, nhưng không ai quy định tôi chỉ có thể có công ty Lam Khấu, nhà họ Tô các ông không phải cũng che giấu thực lực thật sự sao? Sao nào, chẳng lẽ chiêu này chỉ cho phép nhà họ Tô các ông dùng sao? Thư Hân đùa bỡn, Tô Thành Hải chỉ cảm thấy tim mình như sấm chớp nổ tung, lời của Thư Hân quả thực khiến ông ta quá chấn động, ông ta trước giờ chưa từng nghĩ tới. Tập đoàn Lam Khấu trước giờ luôn ít được biết đến ở thành phố T lại còn ẩn giấu thực lực khủng bố như vậy, ông ta miễn cưỡng đè ép sự chấn động trong lòng mình, nuốt nước miếng, lại nhìn Lâm Thanh Diện, hỏi, vậy tên nhóc này, xin ông xưng hô tôn trọng, Lâm Thanh Diện là thiếu chủ của tôi, tất cả của tôi đều là của thiếu chủ, chỉ cần thiếu chủ ra lệnh một tiếng, tôi có thể vì anh ấy làm bất kỳ chuyện gì, bao gồm, diệt trừ nhà họ Tô đã cướp đi vợ của thiếu chủ. Nghe thấy lời này của Thư Hân, Tô Thành Hải không nhịn được rùng mình, trái tim tràn ra ớn lạnh. Rễ quý trời cho, chương 557, uy lực của Lâm Thanh Diện. Lời của Thư Hân vừa nói xong, trong phòng bao xuất hiện sự yên lặng ngắn ngủi. Tô Thành Hải nhíu chặt mày, mà Lâm Thanh Diện lại mặt đầy ý cười. Lời của cô ta hẳn đã rất rõ ràng rồi, gia chủ Tô. Nếu ông vẫn cố chấp không chịu trả vợ lại cho tôi, ông không chỉ mất năm đơn hàng này, sau này nhà họ Tô ông còn sẽ mất đi rất nhiều cơ hội kiếm tiền, cho tới khi ông không thể tiếp nhận được bất kỳ đơn hàng nào nữa, Lâm Thanh Diện nói. Tô Thành Hải lập tức cười khinh miệt, Lâm Thanh Diện, cậu đừng cho rằng cậu có thể khống chế mấy đơn đặt hàng này thì cảm thấy có thể đối phó được với nhà họ Tô tôi, mấy đơn hàng này tôi có thể không cần. Chuyện này đối với nhà họ Tô tôi mà nói cũng chỉ là kiếm tiền ít đi một chút mà thôi, chỉ dựa vào mấy người các người cũng mơ diệt trừ nhà họ Tô tôi, thật sự là nằm mơ. Nghe thấy lời này của Tô Thành Hải, Lâm Thanh Diện bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó dùng ánh mắt ra hiệu với Thư Hân, Thư Hân hiểu ý, lập tức lấy một tập văn kiện ra, đặt trên bàn, hiện tại tổng cộng có 136 xí nghiệp lớn nhỏ đang hợp tác với nhà họ Tô các ông. Đây là giới hạn kinh doanh mà nhà họ Tô các ông có thể tiến hành. 80% thu nhập của nhà họ Tô đều đến từ đơn đặt hàng của hơn 100 xí nghiệp này. Tôi nói có đúng không? Thư Hân hỏi.
Tô Thành Hải nghe thấy cô ta biết rõ nội tình nhà họ Tô như vậy cũng khẽ kinh ngạc, nhưng điều này cũng không phải bí mật gì, Thư Hân có thể tra ra những chuyện này cũng không tính là gì, thì thế nào, chẳng lẽ cô biết nhà họ Tô tôi hợp tác với ai, thì có thể đối phó với nhà họ Tô tôi sao? Thư Hân cười cười, nói, điều tôi muốn nói là trong số 136 xí nghiệp hợp tác với nhà họ Tô ông, có 83 xí nghiệp là xí nghiệp dưới danh nghĩa của tập đoàn Lam Khấu. Mặc dù tên gọi của chúng đa dạng, kinh doanh đủ loại ngành nghề, nhưng toàn bộ đều thuộc về Lam Khấu, chỉ cần một câu của tôi, họ sẽ lập tức dừng hợp tác với nhà họ Tô ông, không biết hơn phân nửa nhà hợp tác bỗng nhiên dừng hợp tác sẽ sinh ta ảnh hưởng bao lớn với nhà họ Tô. Tô Thành Hải đứng bật dậy, ghế bật về phía sau ma sát với sàn phát ra thanh âm chói tai, cô nói linh tinh, cô chỉ là bà tổng của công ty mỹ phẩm nho nhỏ mà thôi, sao có thể khống chế được nhiều xí nghiệp như vậy? Chuyện này nhất định là cô biên tập ra để lừa gạt tôi. Tô Thành Hải mặt đầy nôn nóng hét lên. Thư Hân không chút hoảng loạn, cầm tập văn kiện lên, đưa về phía Tô Thành Hải, nói, những văn kiện này có thể chứng minh những xí nghiệp đó có phải thuộc tập đoàn Lam Khấu không? Nếu ông không tin thì tự mình xem đi. Tô Thành Hải vội vươn tay nhận, cẩn thận đọc nội dung phía trên, đôi mày vốn nhíu chặt lại càng chặt hơn. Những lời Thư Hân nói không sai. Trên văn kiện thể hiện rõ ràng đủ kiểu hình thành quan hệ của 83 xí nghiệp, chúng quả thực đều thuộc về tập đoàn Lam Khấu, cho dù không thuộc về tập đoàn Lam Khấu, bên trên cũng viết rõ mối quan hệ giữa người sở hữu hiện tại của những xí nghiệp này và tập đoàn Lam Khấu, quan trọng nhất là trong 83 xí nghiệp này, có rất nhiều xí nghiệp là khách hàng cực kỳ quan trọng của nhà họ Tô, nếu họ đột nhiên dừng hợp tác, đối với nhà họ Tô mà nói sẽ là một đả kích mang tính hủy diệt. Hai tay cầm văn kiện của Tô Thành Hải bắt đầu run rẩy. Ông ta vốn cho rằng nhà họ Tô ẩn giấu thực lực đã xem ra hàng đầu nhất thành phố T rồi. Cũng chỉ có nhà họ Hàng có thể chèn ép nhà họ Tô. Lại không nghĩ tới, thành phố T còn tồn tại một nhân vật to lớn đáng sợ như vậy. Thầm nắm giữ nhiều xí nghiệp như thế, chỉ cần một câu nói thì có thể ép nhà họ Tô vào tuyệt cảnh. Thủ đoạn này cho dù là hàng gia vương giả ẩn giấu của thành phố T hiện tại, e là cũng không cách nào làm được. Cho tới giờ phút này, Tô Thành Hải mới ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, hiểu rõ mình rốt cuộc đã chọc tới nhân vật thế nào, hoặc là nói, lúc này ông ta mới biết cô con gái thất lạc hơn 20 năm của ông ta rốt cuộc đã gả cho một nhân vật thế nào. Gia chủ Tô, không biết bây giờ có thể ngồi xuống cùng tôi bàn bạc chuyện này không? Lâm Thanh Diện thấy phản ứng của Tô Thành Hải, mặt lộ ra đùa cợt. Tô Thành Hải đứng nguyên tại chỗ thật lâu, bàn tay cầm văn kiện không ngừng run rẩy. Bây giờ xem ra, Lâm Thanh Diện thật sự có thực lực tạo ra tổn thất lớn cho nhà họ Tô, mặc dù không đến mức trực tiếp khiến nhà họ Tô sụp đổ nhưng đã rất đáng sợ rồi. Mà nếu ông ta thật sự đồng ý với Lâm Thanh Diện, giao hứa Bích Hoài ra, thì sẽ không cách nào giải thích với phía nhà họ Hàng. Chỉ chuyện ông ta che giấu hứa Bích Hoài từng kết hôn cũng đã đủ khiến nhà họ Hàng tức giận, mà hễ nhà họ Hàng vì chuyện này mà ra tay với nhà họ Tô. Vậy hậu quả tạo ra cũng không kém hơn Lâm Thanh Diện có thể làm được bao nhiêu, đây là chuyện khiến Tô Thành Hải khó xử nhất. Thật lâu sau, Tô Thành Hải lại ngồi xuống, đặt văn kiện lên bàn, toàn thân sinh ra cảm giác bất lực. Từ khi ông ta làm gia chủ nhà họ Tô, ngoại trừ lúc đối diện với người mẹ cố chấp của ông ta, đã nhiều năm rồi, đây là lần đầu tiên ông ta sinh ra cảm xúc như thế. Điều kiện của tôi rất đơn giản, trả vợ lại cho tôi. Vấn đề cô ấy mất trí nhớ tôi sẽ giải quyết, ông chỉ cần nói rõ với cô ấy toàn bộ chuyện này, giải thích rõ hiểu lầm của cô ấy đối với tôi không chỉ không để những xí nghiệp này chấm dứt hợp tác với nhà họ Tô các ông, còn cho nhà họ Tô ông nhiều cơ hội hơn nữa. Lâm Thanh Diện nói, Bích Hoài là con gái riêng của ông, năm đó ông nhẫn tâm vứt bỏ cô ấy, nếu không phải cô ấy may mắn, rất có khả năng không thể tiếp tục sống sót, hơn 20 năm này ông không làm tròn nghĩa vụ nuôi nấng cô ấy. Bây giờ ông lại luôn mồm nói cô ấy là con gái ông, theo tôi thấy, ông căn bản không có tư cách nói câu này, tin rằng sau khi Bích Hoài biết được tình huống thật sự cũng sẽ có suy nghĩ như tôi. Gia chủ Tô, năm đó ông đã lựa chọn vứt bỏ cô ấy, vậy thì bây giờ đừng đến phá hoại cuộc sống của cô ấy, cho nên nếu ông hiểu rõ ý của tôi thì đưa ra quyết định ở đây đi. Tô Thành Hải nghe thấy lời của Lâm Thanh Diện, mặt lộ ra nụ cười khổ, thì thào, cậu nói quả thực có lý. Chỉ là bây giờ chuyện của Tiểu Nhu đã không phải một mình tôi có thể khống chế, chuyện này liên quan rất nhiều, không phải cậu uy hiếp tôi thì tôi có thể giao Tiểu Nhu cho cậu. Nghe thấy câu này của Tô Thành Hải,
Lâm Thanh Diện lập tức nhíu mày, mở miệng hỏi, ý gì, ông là gia chủ nhà họ Tô, chẳng lẽ còn không thể quyết định chút chuyện này sao? Hơn nữa đưa ra quyết định trả Bích Hoài cho tôi hay nhà họ Tô chịu tổn thất, hẳn không khó đi. Tô Thành Hải nhìn Lâm Thanh Diện, nói, thực không dám giấu, trong khoảng thời gian Tiểu Nhu quay về, chúng tôi đã quyết định tiến hành liên hôn với nhà họ Hàn. Chuyện này phía nhà họ Hàn đã đồng ý, cậu cả của họ bây giờ còn ở nước ngoài, đợi cậu ta quay về, chúng tôi sẽ chọn ngày. Chuyện này đã không còn cách nào thay đổi nữa, nếu chúng tôi hối hận, nhà họ Hàn sẽ không bỏ qua cho nhà họ Tô như vậy, cho nên cho dù phải mạo hiểm chịu tổn thất lớn, tôi cũng không thể giao Tiểu Nhu cho cậu. Lâm Thanh Diện nghe thấy lời của ông ta, sắc mặt lập tức trầm xuống, tiếp đó đập tay mạnh lên bàn, chiếc bàn lập tức xuất hiện vài khe nứt, dọa mấy người trong phòng bao giật nảy. Tô Thành Hải, Bích Hoài là người phụ nữ của Lâm Thanh Diện tôi, ông có tư cách gì bắt cô ấy liên hôn với nhà họ Hàn chó chết đó? Lâm Thanh Diện tức giận nói. Tô Thành Hải đã đoán được Lâm Thanh Diện sẽ tức giận, khá bình tĩnh nói, đến hoàn cảnh của chúng tôi, vận mệnh của một người là phải phục vụ cho gia tộc, dù sao đi nữa Tiểu Nhu cũng là máu mủ của tôi, trước đây tôi quả thực thiếu nó, nhưng sau này tôi sẽ bù đắp đầy đủ cho nó, hơn nữa để nó gả tới nhà họ Hàn đối với nó mà nói cũng là một chuyện tốt. Chuyện tốt con khỉ, ông xem vợ tôi thành công cụ để nhà họ Tô ông phát triển, nếu không phải Bích Hoài còn ở nhà ông bây giờ sớm đã là một cổ thi thể rồi. Lâm Thanh Diện nói đầy sát khí. Tô Thành Hải không chút hoài nghi lời vừa rồi của anh, ông ta có thể cảm nhận được hơi thở lộ ra trong ánh mắt Lâm Thanh Diện, đó là cảm giác của thần chết. Đương nhiên, đây chỉ là suy nghĩ trước đây của tôi, dù sao thì trước ngày hôm nay, tôi không biết thân phận của cậu. Nếu sớm biết cậu có thực lực như vậy, có lẽ ban đầu tôi sẽ suy nghĩ quan hệ tốt với cậu, dù sao thực lực bây giờ của cậu cũng chỉ kém hơn nhà họ Hàn một chút. Tô Thành Hải bất giác căn cứ vào 83 xí nghiệp đó để phán đoán thực lực của Lâm Thanh Diện. Theo ông ta thấy, 83 xí nghiệp này cũng chỉ là có uy hiếp với nhà họ Tô, muốn so với nhà họ Hàn vẫn kém một chút. Ông ta lại không biết, đây chỉ là một phần thực lực Thư Hân lộ ra thôi. Tuy nhiên, bây giờ tất cả đã muộn rồi, nhà họ Hàn cực kỳ xem trọng cuộc liên hôn lần này, tôi không thể tự dưng thay đổi quyết định. Tô Thành Hải tiếp tục nói, trả Bích Hoài cho tôi, phía nhà họ Hàn tôi sẽ ứng phó giúp ông. Lâm Thanh Diện lạnh mặt nói. Tô Thành Hải vẫn bất đắc dĩ lắc đầu, chuyện đã tới nước này tôi cũng không giấu cậu nữa, thực ra vị trí gia chủ nhà họ Tô này của tôi chỉ là hư danh mà thôi, trong tay tôi chỉ có một phần nhỏ quyền lợi của họ nhà Tô. Quyền quyết định thật sự nhà họ Tô, thực ra nằm trong tay mẹ tôi. Rễ quý trời cho, chương 558, đồng bệnh tương liên. Ra khỏi nhà hàng Hải Tân, Lâm Thanh Diện và Thư Hân cùng lên xe, lái tới tòa nhà Lam Khấu. Lâm Thanh Diện thở dài một hơi, anh thực sự không nghĩ tới, chuyện của Hứa Bích Hoài còn phức tạp hơn anh nghĩ nhiều như vậy. Tô Thành Hải thẳng thắn với anh. Bây giờ chủ chân chính của nhà họ Tô là bà cụ Tô, chuyện của Hứa Bích Hoài đã như cá nằm trên thớt, bà cụ Tô cực kỳ xem trọng mối quan hệ với nhà họ Hàn, trừ phi Lâm Thanh Diện thật sự diệt nhà họ Tô, nếu không bà cụ Tô tuyệt đối sẽ không thay đổi ý định. Sau khi biết thực lực của Lâm Thanh Diện, thái độ của Tô Thành Hải đối với anh thay đổi rất lớn, ông ta biết muốn diệt trừ Lâm Thanh Diện là chuyện không thể nào, cho nên định ổn định anh trước, đồng ý với anh về rồi sẽ đi hỏi bà cụ Tô. Xem chuyện này còn có thể thương lượng không? Lâm Thanh Diện cũng không quá ép Tô Thành Hải. Ông ta nói chi tiết với anh địa vị nhỏ bé trong nhà họ Tô của ông ta. Thì ra vị gia chủ nhà họ Tô này khá giống anh. Bà cụ Tô cũng là một người thích nắm quyền. Ban đầu sau khi ông cụ Tô mất, bà cụ Tô bèn nắm hết tất cả tài sản của nhà họ Tô vào tay mình. Lúc đó Tô Thành Hải còn đang du học ở nước ngoài. Nhà họ Tô chỉ có một người thừa kế là ông ta. Ông ta không về được, cảm thấy để bà cụ Tô quản lý cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Tuy nhiên bà cụ Tô chính vì khoảng thời gian quản lý này mà nếm được tư vị ngọt ngào của người ở địa vị cao. Trong khoảng thời gian Tô Thành Hải du học ở nước ngoài, bà ta phát triển tất cả nhân vật quan trọng của nhà họ Tô thành tâm phúc của mình. Đợi Tô Thành Hải du học quay về, nhà họ Tô đã hoàn toàn nằm trong sự khống chế của bà cụ. Mặc dù Tô Thành Hải thuận lợi thừa kế nhà họ Tô, trở thành gia chủ nhà họ Tô, nhưng ông ta phát hiện các quản lý cao cấp của nhà họ Tô lại không một ai nghe lời ông ta. Tất cả mọi chuyện họ đều xin chỉ thị của bà cụ Tô trước mới đồng ý.
bà cụ Tô mặc dù không nhận vị trí gia chủ nhưng quả thực là người nắm quyền của nhà họ Tô, mà gia chủ như Tô Thành Hải lại như bù nhìn, không có thực quyền gì, ông ta không thảm như Lâm Thanh Diện. Ban đầu Lâm Thanh Diện trực tiếp bị đuổi ra khỏi nhà, thậm chí sau đó vẫn bị lừa đi làm kẻ chết thay, mà Tô Thành Hải chỉ trở thành một gia chủ bù nhìn mà thôi, so sánh mà nói vẫn cực kỳ may mắn. Lúc đầu, Tô Thành Hải cũng cực kỳ buồn bực, còn tìm bà cụ Tô lý luận, bà cụ Tô nói ông ta còn trẻ, không biết quản lý một gia tộc lớn, cho nên thay ông ta quản trước. Tô Thành Hải căn bản không đấu lại bà cụ, phản kháng một khoảng thời gian rồi liền ngoan ngoãn. Lúc đó bà cụ Tô nói với ông ta nếu ông ta không nghe lời, bà ta sẽ đưa ông ta ra nước ngoài học tiếp, đến lúc đó không có lệnh của bà ta, ông ta muốn về cũng không về được, mà nếu Tô Thành Hải ngoan ngoãn nghe lời, bà cụ Tô sẽ không động tới ông ta, hơn nữa hứa sau khi bà ta chết đi, nhà họ Tô chắc chắn là của ông ta. Tô Thành Hải lúc này mới thỏa hiệp, nghĩ tuổi bà cụ lớn rồi, có lẽ không bao lâu nữa sẽ chết. Đáng tiếc điều khiến ông ta không nghĩ tới là bà cụ vốn mạng lớn, nhiều năm như vậy trôi qua vẫn chưa từng bệnh nặng gì. Điều này tạo nên địa vị xấu hổ của Tô Thành Hải ở nhà họ Tô, mà nhiều năm như vậy Tô Thành Hải cũng sớm đã quen rồi. Chính vì không có quyền quản lý nhà họ Tô, Tô Thành Hải mới ngày ngày nhàn rỗi. Lúc đó có rất nhiều tình nhân, mẹ ruột của Hứa Bích Hoài là một trong số đó. Sau này Tô Thành Hải lấy một người vợ lợi hại, cũng quản ông ta chặt chẽ. Ông ta không có cách nào mới đưa hết mấy người tình nhân của mình ra khỏi thành phố T. Lâm Thanh Diện nghe Tô Thành Hải nói xong, đầu tiên là có chút cạn lời, sau đó lại sinh ra cảm giác đồng bệnh tương liên. So với Tô Thành Hải, quá khứ của Lâm Thanh Diện có thể nói là thảm hơn rất nhiều. Ít nhất Tô Thành Hải nhiều năm như vậy vẫn luôn sống thuận buồm xuôi gió. Chỉ cần ông ta không ngấp nghé quyền lực của nhà họ Tô, bà cụ Tô sẽ không làm khó ông ta. Có lẽ là vì quá khứ tương đồng giữa Tô Thành Hải và Lâm Thanh Diện, cũng có thể là vì biết đối phó với Tô Thành Hải cũng vô dụng, Lâm Thanh Diện cuối cùng không cố ý làm khó ông ta nữa, anh chỉ cảnh cáo ông ta, kêu ông ta chăm sóc cho Hứa Bích Hoài thật tốt, nếu ít đi cọng lông nào, anh sẽ lập tức tìm ông ta tính sổ. Thư Hân nhìn Lâm Thanh Diện ngồi cạnh mình, có chút nghi hoặc, thật lâu sau mới mở miệng hỏi, có cần tôi nghĩ cách đàn áp bà cụ Tô không, ép bà ta giao người ra. Lâm Thanh Diện cười lắc đầu, nói, không cần, chỉ cần họ đối xử tốt với Bích Hoài thì không vội đón cô ấy về. Tại sao, trước đó không phải anh rất nôn nóng sao? Thư Hân hỏi, vì tôi đột nhiên nhớ ra, nhà họ Hàn và nhà Công Tôn là thế giao, cái chết năm đó của ông tôi, họ cũng có tham dự. Lâm Thanh Diện nói, ý của anh là muốn tranh thủ cơ hội này diệt trừ nhà họ Hàn. Thư Hân hỏi, Lâm Thanh Diện mặt lộ ra tia sáng, gật đầu với cô ta. Bây giờ Bích Hoài mất trí nhớ, không có ấn tượng với tôi, thậm chí còn có chút hiểu lầm, nếu tôi bây giờ ra tay với nhà họ Tô, cướp Bích Hoài về, e là cô ấy sẽ thật sự cho rằng tôi có ý đồ bất chính với cô ấy, rất có khả năng khiến cô ấy kháng cự khôi phục trí nhớ, vừa khéo trong chuyện này cũng có nhà họ Hàn tham dự, vậy không bằng mượn cơ hội này, nghĩ cách trừ khử nhà họ Hàn, vừa khéo tôi cũng có thể nghĩ cách giúp Bích Hoài khôi phục trí nhớ. Lâm Thanh Diện nói ra suy nghĩ của mình, Thư Hân gật đầu, hỏi, vậy anh muốn diệt trừ nhà họ Hàn thế nào? Đầu tiên yên lặng quan sát động tĩnh, chỉ cần thời cơ thích hợp liền có thể ra tay. Sân bay thành phố T, một chiếc máy bay tự nhân hạ cánh, không bao lâu sau, cửa khoang mở ra, một thiếu niên mặc tây trang trắng bước xuống, dáng vóc thiếu niên thẳng tắp, ánh mắt sắc bén, dáng đi hiên ngang, khiến người ta cảm giác cực kỳ khó gần. Người này chính là cậu cả nhà họ Hàn, Hàn Đông, cậu chủ, cậu về rồi, khí thế trên người cậu còn oai phong hơn trước khi đi, hẳn đã học thành rồi đi. Một ông lão đợi ở đó lập tức bước tới nghênh đón, Hàn Đông liếc nhìn ông ta, lạnh lùng nói, chỉ thành quả nhỏ mà thôi, đoán rằng trong nước đã không có đối thủ có thể so với tôi, nhưng so với thầy, tôi vẫn kém xa. Ý cười trên mặt ông lão càng sâu, nói, cậu chủ thật khiêm tốn. Với hiểu biết của cậu chủ về kỹ năng chiến đấu, muốn tìm một người vượt qua cậu trong nước thực sự khó khăn. Hàn Đông hừ lạnh một tiếng, rõ ràng rất khinh thường lời nịnh nọt của ông cụ này, nghe nói ba sắp xếp cho tôi mối hôn sự, đúng đúng đúng, là cô cả nhà họ Tô, dung mạo khá xuất chúng, cậu chủ nhìn thấy nhất định sẽ thích, ông cụ nịnh nọt nói. Hàn Đông bĩu môi, phụ nữ chỉ là công cụ phát tiết dục vọng mà thôi, dù có đẹp cũng đều là bình hoa. Nhưng ba đã sắp xếp vậy thì cứ theo ý ông đi.
giúp tôi điều tra sàn đấu ngầm có tiếng ở thành phố T. Tôi trước mắt chỉ hứng thú với chiến đấu, một ngày không đánh liền ngứa ngáy, nếu không tìm ra, tới lúc đó tôi sẽ lấy xương cốt già của ông ra luyện quyền. Hàng Đông nói, ông cụ lập tức tráng đổ môi hôi lạnh, vội đáp, dạ dạ dạ, quay về rồi tôi sẽ tra cho cậu chủ, chúng ta lên xe quay về trước đi. Rễ quý trời cho, chương 559, ác độc, nhà tổ nhà họ Tô, bà cụ Tô không quen ở biệt thự, cho nên luôn ở lại nhà tổ trước đây của nhà họ Tô, diện tích nhà không rộng lắm, nhưng sau nhiều lần tu sửa, bên trong cũng xem như khá hào hoa. Tô Thành Hải vốn cũng rất thích bố cục nhà tổ của họ, đáng tiếc chính vì bà cụ Tô ở đây, cho nên mới mua biệt thự bên ngoài, chỉ cần có cơ hội. Ông ta không muốn nhìn thấy người mẹ giành quyền lực vốn nên thuộc về mình chút nào. Chuyện đến nước này, giữa hai người sớm đã không còn tình thân gì đáng nói. Đây chính là sự tàn khốc của gia tộc lớn. Lúc này, trong phòng bà cụ Tô, Tô Thành Hải đang mặt đầy cung kính đứng trước mặt bà ta. Thân thể hơi khom, rõ ràng rất câu nệ. Bà cụ nhìn rất ung dung hoa lệ. Mặc dù tóc đã hoa râm, nhưng ăn mặc không xuề xòa chút nào. Trang sức nên có đều có đủ, nhìn vô cùng cao quý. Mẹ, chuyện đã vậy rồi, thực lực người đó không thể xem thường, nếu chúng ta không trả Tiểu Nhu cho cậu ta sẽ ra tay với nhà họ Tô, đến lúc đó, chúng ta chỉ sợ chịu tổn thất lớn, Tô Thành Hải nói. Bà cụ Tô rõ ràng mặt đầy khinh thường, lúc nãy nghe Tô Thành Hải nói, bà ta liền cảm thấy đây đều là những lời vô căn cứ. Thành phố T bây giờ, ngoại trừ nhà họ Hàng đã không còn tham dự vào tranh đấu thế lực, người lợi hại nhất, chính là nhà họ Hàng. Bây giờ Tô Thành Hải nói đột nhiên lòi ra một tên oát con, nắm giữ hơn 80 xí nghiệp hợp tác với nhà họ Tô, bà ta hoài nghi đây là âm mưu quỷ kế Tô Thành Hải nghĩ ra để lừa bà ta. Thành Hải, con cũng đã là trung niên hơn 40 tuổi rồi, chẳng lẽ còn không có chút năng lực phân tích nào sao, lời gì là thật, lời gì là giả, khẽ động não suy nghĩ một chút liền có thể biết, đừng để người ta tùy tiện nói một câu với con liền chạy tới chỗ mẹ báo cáo. Mẹ không có tâm trạng nghe con nói những lời vô ích, ngay cả một người từ vùng khác tới con cũng không nắm rõ, tương lai mẹ làm sao yên tâm giao nhà họ Tô cho con, bà ta trực tiếp trách móc Tô Thành Hải một trận. Tô Thành Hải nghe xong mặt đầy xấu hổ, ông ta sở dĩ không muốn đến gặp bà ta, chính là vì bà ta cứ tìm đủ loại lý do hạ thấp mình, để chứng minh ông ta căn bản không xứng tiếp nhận nhà họ Tô. Mẹ, lời con nói đều là sự thật, Tô Thành Hải nhịn xuống không vui trong lòng. Muốn nhấn mạnh tính quan trọng của việc này một lần nữa với bà ta, được rồi, người quen cũ của cô con gái riêng của con đến gây phiền phức, con trực tiếp trừ bỏ là được, không cần căng thẳng như vậy, mẹ không tin nhà họ Tô ta còn không thể đối phó được với một người từ nơi khác tới, hôn nhân giữa cô con gái riêng của con và nhà họ Hàng đã định rồi, chuyện này không cần bàn bạc nữa, hơn nữa cũng không cho phép xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Nhà họ Tô ta hiện tại muốn dấn thân vào hàng ngũ gia tộc bậc nhất thế giới, chỉ có một con đường là tạo mối quan hệ tốt với nhà họ Hàng, nếu con có suy nghĩ lệch lạc gì, mẹ khuyên con tốt nhất vẫn là nhanh chóng thu hồi lại đi, phá hoại việc lớn này, chúng ta đều không có quả ngon ăn. Bà cụ Tô có chút không kiên nhẫn nhìn Tô Thành Hải, mẹ, con thật sự không có suy nghĩ lệch lạc gì cả, thực lực của tên Lâm Thanh Diện đó thật sự quá sức tưởng tượng, nếu không xem trọng, sẽ chịu thiệt thòi. Tô Thành Hải có chút nôn nóng, không nghĩ tới ông ta lại không cách nào thuyết phục bà cụ tin mình. Đúng rồi, cho dù người con nói thật sự lợi hại như vậy, thì hắn ta cũng tuyệt đối không phải đối thủ của nhà họ Hàng. Cô con gái riêng đó của con là mấu chốt trong việc chúng ta kết giao với nhà họ Hàng, cho nên nó phải ở lại nhà họ Tô. Nó là con gái con, đừng ai mong cướp đi. Nếu hắn ta thật sự dám lỗ mãng, nhà họ Hàng sẽ ra tay. Chuyện này không cần con quan tâm, bà cụ Tô nói, thấy không có cách nào thuyết phục bà cụ, Tô Thành Hải cũng bất lực thở dài, ông ta biết bà cụ là người cố chấp, không thấy quan tài không đổ lệ, chuyện bà ta đã quyết định thì sẽ không thay đổi, hơn nữa còn hoài nghi đây là âm mưu của ông ta, thì tuyệt không thể nào nghiêm túc suy nghĩ, bỏ đi, dù sao quyền khống chế nhà họ Tô cũng không nằm trong tay mình, cứ để bà già cố chấp này chịu chút thiệt thòi. Đến lúc đó bà ta liền biết hối hận, Tô Thành Hải thầm nói trong lòng, đúng rồi, cậu chủ nhà họ Hàng đã quay về rồi, mẹ định hai ngày nữa thì sắp xếp để cậu ta và cô con gái riêng của con gặp mặt, chuyện này nhất định phải xem trọng.
phải để tất cả mọi người biết nhà họ Tô ta sắp liên hôn với nhà họ Hàn, cho nên lần gặp mặt này phải sắp xếp một bữa tiệc tối, chuyện này giao cho con xử lý, nhớ, nhất định không thể mất thể diện, bà cụ Tô tiếp tục nói. Tô Thành Hải gật đầu, nói, con biết rồi, được rồi, con về trước đi, chuyện con nói, để mẹ nghĩ cách giải quyết trước, giải quyết không được thì lấy nhà họ Hàn ra áp hắn ta. Chỉ cần hắn biết địa vị của nhà họ Hàn thì nhất định sẽ biết khó mà lùi. Bà cụ Tô phất phất tay với ông ta. Tô Thành Hải ngầm biểu môi, thầm nghĩ Lâm Thanh Diện căn bản không để nhà họ Hàn vào trong mắt. Sao có thể biết khó mà lùi chứ? Bây giờ cũng chỉ có thể tự mình nghĩ cách trước. Sau khi Tô Thành Hải rời khỏi nhà tổ nhà họ Tô, bà cụ Tô vẫn ngồi trong phòng. Không bao lâu sau, một bóng dáng xuất hiện trong phòng. Chính là người hầu bên cạnh Hứa Bích Hoài, Hổ Phách. Bà cụ, mấy ngày không gặp, bà lại sắc mặt hồng hào, cứ như vậy sẽ ngày càng trẻ. Hổ Phách cười nói, bà cụ Tô lập tức cười nói, cái miệng nhỏ của cô như bôi mật vậy, hử, mặt cô sao vậy, sao sưng vậy. Ý cười trên mặt Hổ Phách lập tức biến mất, tràn đầy tức giận nói, đừng nhắc tới nữa, bị thứ đầu óc bị lừa đá đánh. Bà cụ Tô lập tức trừng to mắt, tức giận nói, ai, lại dám đánh người của nhà họ Tô ta, không muốn sống nữa sao. Bà cụ, bà đừng tức giận, chuyện này ông chủ hẳn sẽ làm chủ thay tôi, không cần bà lo lắng. Hổ Phách nói, gần đây nhỏ con riêng đó thế nào, cô ta có nghe lời? Bà cụ Tô hỏi, nghe lời, cô ta ngốc hết chỗ chê, có lẽ là di chứng do mất trí nhớ, nói chuyện vô cùng dịu dàng, cũng dễ bị lừa, căn bản quyết định của tôi cô ta đều không thể phản bác. Hổ Phách lập tức có chút đắc ý nói, bà cụ Tô nghe thấy vậy, hài lòng gật đầu. Đây chính là kết quả bà ta muốn, chỉ cần khống chế được Hứa Bích Hoài, tất cả đều dễ nói. Bà cụ, không biết hôm nay bà gọi tôi đến là có chuyện gì? Hổ Phách hỏi, thời gian mang thai của đứa con riêng đó có lẽ sắp hơn 3 tháng rồi, Tô Thành Hải còn mơ mộng giữ lại đứa bé này, thật là ngu xuẩn, nó thật sự xem người nhà họ Hàn là đồ ngốc mới có suy nghĩ như vậy, đứa bé này tuyệt đối không thể giữ lại. Bà cụ Tô nói, ý của bà là? Hổ Phách trừng to mắt hỏi. Bà cụ Tô lấy túi giấy trong áo ra, đưa cho Hổ Phách, nói, đây là thuốc tôi đặc biệt tìm người lấy tới, cô tìm cơ hội để cô ta uống, đứa bé đó nhất định không thể giữ được, chỉ có bỏ đứa bé này, chuyện này mới không có tai họa ngầm, hiểu rồi chứ? Hổ Phách lập tức cười xấu xa, nói, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Rễ quý trời cho, chương 560, gã sai vặt Lâm Thanh Diện, tòa nhà Lam Khấu. Lâm Thanh Diện đi vào tòa nhà, thường xuyên có người lướt qua anh, đều là tràn đầy cung kính chào hỏi, gọi anh một tiếng, chào anh Lâm. Vì khoảng thời gian này Lâm Thanh Diện luôn ở tòa nhà Lam Khấu, hơn nữa thường đi chung với Thư Hân, nên mọi người trong tập đoàn Lam Khấu đều biết thân phận của anh không đơn giản. Hơn nữa khoảng thời gian trước Thư Hân đặc biệt mở một cuộc hội nghị cấp cao vì thân phận của Lâm Thanh Diện, nói cho tất cả mọi người biết, Lâm Thanh Diện thực ra mới là ông chủ phía sau thực sự của tập đoàn Lam Khấu. Lâm Thanh Diện vốn không muốn để Thư Hân làm nhiều như vậy, nhưng Thư Hân nói với anh cô ta gần đây nghe thấy một chút đồn đãi trong công ty, nói anh là trai bao cô ta bao dưỡng, cho nên cô ta cảm thấy cần phải mở một cuộc hội nghị như vậy vì thiếu chủ trong sạch của mình. Lâm Thanh Diện thấy Thư Hân nghiêm túc cũng không tiếp tục ngăn cản nữa. Chuyện anh là ông chủ phía sau thật sự của tập đoàn Lam Khấu đối với những người trong tập đoàn mà nói là một chuyện khá chấn động. Vốn không ít người hơi khinh thường anh, nhưng sau khi nghe nói chuyện này xong lập tức thay đổi thái độ. Thậm chí có không ít người đặc biệt chạy tới nhận sai với anh, suy nghĩ tới mình còn phải nghĩ cách đối phó nhà họ Hàn, khiến người của tập đoàn Lam Khấu tin phục mình vẫn khá quan trọng. Anh phải để tất cả thế lực quan lĩnh sắp xếp ở thành phố T biết, thiếu chủ của họ đã đến rồi. Hơn nữa cần sự phối hợp của họ, hiệu quả của cuộc hội nghị cấp cao Thư Hân tổ chức rất tốt, nhưng điều khiến Lâm Thanh Diện không nghĩ tới là sau khi mình công bố thân phận, những lời bàn tán rằng anh là trai bao được bao nuôi biến mất, nhưng lại có rất nhiều người ở sau lưng nói rằng anh và Thư Hân là một đôi trời sinh. Thư Hân đã lâu không tìm bạn trai, chính là vì đợi Lâm Thanh Diện. Đối với tâm lý hóng hớt của mọi người, Lâm Thanh Diện có chút đau đầu, nhưng anh cũng không thể khâu miệng họ lại. Chỉ đành xem như không biết thì không có chuyện gì, Thư Hân lại rất thích người khác nghị luận về họ như vậy, thậm chí còn chạy tới trước mặt Lâm Thanh Diện khoe khoang, cố ý nói với anh nghị luận của họ đều là thật, cô ta ngại mặt mũi không tiện nói thẳng với anh,
Lâm Thanh Diện lúc đó lườm cô ta, không tiện nói thẳng loại chuyện này, đổi thành người khác có lẽ anh sẽ tin, nhưng đổi thành Thư Hân, đánh chết anh cũng không tin, nhưng anh cũng biết Thư Hân đang đùa, từ sau lần trước anh xém chút nổi giận, cô đào nổi danh này liền nhanh chóng thay đổi cách nói chuyện của mình, lần nào đùa với anh cũng biết điểm dừng. Không chỉ không khiến anh tức giận còn có thể lộ ra sức quyến rũ của mình trước mặt anh. Thời gian lâu dần, Lâm Thanh Diện cũng bắt đầu có chút khâm phục cô ta. Thậm chí anh từng thầm tưởng tượng, nếu anh không kết hôn, không dành hết tình cảm cho Hứa Bích Hoài, anh nhất định sẽ bị Thư Hân hấp dẫn không thể rời mắt. Mặc dù Lâm Thanh Diện xem như là cấp trên của cô ta, nhưng vưu vật ưu nhã phóng khoáng này trước giờ chưa từng xem anh là lãnh đạo. Thậm chí rất nhiều lúc còn xem Lâm Thanh Diện thành chân sai vặt. Dùng lời của Thư Hân mà nói, dù sao Lâm Thanh Diện ở công ty không có việc gì làm, ngày nào cũng phải hầu hạ ăn ngon uống ngon, để anh làm chút việc cũng là chuyện hợp lý. Giống như hôm nay, công ty có một nhóm thực tập sinh tới phỏng vấn, cần lái xe đi đón, Lâm Thanh Diện rất vinh hạnh được sắp xếp làm tài xế đưa đón. Lâm Thanh Diện cũng không cự tuyệt, dù sao ngoại trừ quan tâm chuyện của Hứa Bích Hoài, anh ở đây quả thực không có việc gì làm, đến hầm xe. Lâm Thanh Diện đi tới trước xe công vụ 14 chỗ, ngồi vào lái ra khỏi tòa nhà Lam Khấu, nơi anh phải đi cách Đại học Phú Đáng không xa. Nghe nói một nửa những người đến phỏng vấn hôm nay là sinh viên của Đại học Phú Đáng, bề ngoài Lam Khấu là công ty mỹ phẩm lớn nhất thành phố T, có thể đến đây phỏng vấn đương nhiên cũng đều là sinh viên xuất sắc nhất. Lúc này, mười mấy người sớm đã chờ ở địa điểm tập hợp thực tập sinh, người muốn tham gia phỏng vấn lần này hơn phân nửa đều là các cô gái. Dù sao thì chỉ có phụ nữ mới càng hiểu phụ nữ, muốn kinh doanh tốt công ty mỹ phẩm, thiếu phụ nữ là không được, mà trong số mười mấy thí sinh phỏng vấn này có hai cô gái nhan sắc xinh đẹp, rõ ràng có chút chói mắt, hai người này chính là Diêu Hân Du và Lưu Hiểu Hàm đang học Đại học Phú Đáng, hai người họ hôm nay đều trang điểm tinh xảo, mấy nam sinh cùng là thí sinh phỏng vấn đều không nhịn được nhìn mãi về phía họ. Lưu Hiểu Hàm hơi căng thẳng nhìn Diêu Hân Du, hỏi, Hân Du, cậu nói chúng ta hôm nay có thể đậu phỏng vấn không? Tập đoàn Lam Khấu là tập đoàn cực kỳ nổi tiếng ở thành phố T, nghe nói bên trong cạnh tranh cực kỳ khốc liệt, cho dù chúng ta là sinh viên Phú Đáng, cũng không chắc có thể vào được. Diêu Hân Du cười nói, cậu đừng lo lắng, thành tích của hai chúng ta đều rất xuất sắc, chỉ cần lúc phỏng vấn thể hiện thật tốt, muốn vào tập đoàn Lam Khấu hẳn không có vấn đề gì lớn. Hơn nữa, không phải có Phương Thành ở đây sao? Anh ta có người thân làm việc ở tập đoàn Lam Khấu, nhất định có thể giúp chúng ta nói lời hay. Nam sinh cao ráo đứng cạnh hai người lập tức đắc ý cười, vỗ ngực nói, hai cậu yên tâm đi, bên đó mình đã nói xong rồi, lúc phỏng vấn sẽ không hỏi chúng ta những câu quá hóc búa. Người xung quanh nghe thấy lời của Phương Thành đều lộ ra hâm mộ, họ đương nhiên cũng muốn phỏng vấn đơn giản một chút, nhưng không có mối quan hệ, chỉ có thể dựa vào năng lực của mình. Không bao lâu sau, Lâm Thanh Diện dừng xe thương vụ màu đen ở địa điểm tập hợp, anh bước xuống xe, nhìn mười mấy người đang đợi, nói, mọi người đều đến tập đoàn Lam Khấu phỏng vấn phải không, lên xe đi. Mọi người đều nhìn về phía Lâm Thanh Diện, Diêu Hân Du và Lưu Hiểu Hàm thấy người từ trên xe bước xuống là anh thì đều sửng sốt. Lâm Thanh Diện, sao lại là anh? Diêu Hân Du không nhịn được trực tiếp hỏi. Lâm Thanh Diện không nghĩ tới trong số những người đi phỏng vấn lại có Diêu Hân Du và Lưu Hiểu Hàm. Nhưng anh cũng không kinh ngạc lắm, cảm thấy hai người họ đến Lam Khấu phỏng vấn không có vấn đề gì. À, tôi đến đón người phỏng vấn tới công ty. Lâm Thanh Diện tùy tiện nói một câu có lệ, anh chạy tới tập đoàn Lam Khấu làm tài xế. Diêu Hân Du trừng to mắt, thực ra trong lòng cô ta, Lâm Thanh Diện đắc tội nhà họ Tô, hẳn nên bỏ chạy mới đúng. Lâm Thanh Diện không muốn nói quá nhiều với cô ta, bèn mở miệng nói, mau lên xe đi, đừng trễ nải thời gian phỏng vấn của mọi người. Diêu Hân Du biểu môi, thầm nghĩ Lâm Thanh Diện nhất định là đến tập đoàn Lam Khấu làm tài xế, vì chột dạ cho nên mới ngại trả lời câu hỏi của cô ta. Rất rõ ràng Lưu Hiểu Hàm phía sau cô ta cũng nghĩ vậy, chỉ là thái độ của cô ta không giống với Diêu Hân Du. Trong lòng Lưu Hiểu Hàm, Lâm Thanh Diện thực ra vẫn là người rất tốt, hơn nữa còn rất lợi hại. Cô ta nghĩ thế nào cũng không hiểu, người như vậy sao lại đối chọi với nhà họ Tô để mình rơi vào cảnh ngộ này.